Dạ rồi đúng hôm nay rồi, có cái đúng phim rồi. ta giải đáp luôn là trường hợp bệnh nhân này mất cái vùng đục trước gan đấy là do nguyên nhân nào, khí khủng hay là Chlamydia nha. Thì chúng ta thấy có cái phim bụng, có cái phim phổi nha, quay cái phim bụng em thấy gì nha, chúng ta chỉ nhìn cái vùng mờ của gan thôi, ở dưới cái màn hình bên phải đấy nha, đúng không, đúng như thế đúng không em, đúng không, đúng chữ, đúng là chữ thuận không? Dạ đúng rồi thầy, đúng ha. Rồi thấy cái vùng mờ của gan nó được lấp bởi phía trước bởi đại tràng, ống hơi của đại tràng, sang biết ống hơi của đại tràng, nó thấy có những cái ngấn thấy không, thấy ngấn chưa, chắc chắn là hơi đại tràng nha. Thì trường hợp này khẳng định là gì, là Chlamydia nha, là nghĩa là cái đại tràng gốc gan mặt treo nó dài quá, dài và di động cho nên nó bị tọt lên, bị hút lên, nó nằm giữa cái mặt trước gan và cái phần hoành nha. Trường hợp là có khí khủng kèm theo hay không, không biết được, không biết được làm sao biết được có khí khủng trên cái phim bụng, nó hỏi một câu cắt kế. Dạ, mình sẽ thấy cái vòng hoành hạ thấp xuống. Đúng rồi, vòng hoành nó hạ thấp xuống, đôi khi thấy cái bóng tim nó hình giọt nước đúng không đấy, nhưng mà mình chỉ biết sơ có khó quá, tao cũng không biết có khí khủng hay không thì phải có tim ngực. Trường hợp này rất là hay ha, mà coi chừng là bệnh nhân này là bán tắc ruột, không phải coi dính ruột non đâu, coi chừng là bán tắc ruột già do cái hội chứng này đấy. Khi bệnh nhân bị táo bón quá là nó cái đại tràng nó nằm, cái phần đại tràng nằm giữa gan và cái vòng hoành đấy, nó không được thông thương cho lắm nha, nó nằm kẹp giữa hai cái đấy mà nha. Nhất là bệnh nhân nào mà không có khí khủng ấy, phải nói bạn hiểu không, bệnh nhân nào không có khí khủng ấy, thì cái khoang ở quanh gan nó bị chật, đại tràng nó chen lên là nó dễ bị kẹt ha. Còn nếu là bệnh nhân nào có khí khủng ấy, hiểu vấn đề chưa? Được. Và cái khủng thì sao, cái khoảng cách cái khoang bụng từ phía sau ra phía trước nó rộng, cho nên những cái mô tả khác nó chen với gan với cơ hoành thì nó lại rộng rãi hơn. Thầy nói bạn hiểu không? Nên thầy đã mổ nhiều trường hợp, cái khí khủng nó chỉ cần mở cái bụng ra thôi là cái gan nó hạ xuống, nó nằm cách cái cơ hoành khoảng dài 300 mm như khí khủng. Thì trong trường hợp đấy thì đại tràng nó chen lên thì nó không bị tắc. Còn nếu bệnh nhân không có khí khủng thì khoảng cách từ phía sau ra phía trước của khoang bụng ở trên phần trên nó hẹp quá, cái gì nó chen vô nó dễ bị kẹt, nếu như nó có cái phân cứng rồi ha. Cho nên trường hợp này bệnh nhân này bám tắc ruột cũng có thể, một là do dính, hai là do bám, do táo bón, mà táo bón là ở trong phần kép, là do phân nó kẹt ở đấy, đồng ý không? Giờ làm sao phân biệt được là bám tắc ruột do táo bón hay là do dính được rồi, có tim hả? Chụp lâu chưa em? Dạ lâu chưa, này chụp lâu chưa luôn. Dạ cái này là ngày 6/12. Có chừng là không phải là bắt tới ruột do dính đâu, đưa lại chữa quay cho chịu. Nếu do dính thì của ruột non, chúng ta sẽ thấy ruột non nó trướng hơi nhiều hơn ruột già, đúng chưa? Còn bắt tắc thì không có thấy mất hơi đâu. Trường hợp này thầy thấy là hình như ruột già nó là trướng hơi nhiều hơn ruột non. Có chừng là ông bệnh nhân này là táo bón ấy. Nha, yeah, táo bón mà chủ yếu nó nằm kẹt ở phần bên phải chứ không phải là bắt tác dụng thôi như dính đâu, đồng ý không? Thôi bữa nay bệnh nhân đã hết đau rồi, chứ còn đau đâu chứ, còn đau đâu, cái bên phải đau hùng đấy, coi chừng bệnh nhân bị bán tắc do táo bón nó phân ứ lại đây đại bên phải, do cái anh Chlamydia thì mình đặt giải thuyết như thế thôi, không có chắc chắn lắm đâu, hai cái điều trị nội khoa thời gian nha, kết hợp cả hai điều trị táo bón do bắt tắc đại tràng do táo bón, điều trị bắt tắc